Quý vị và các bạn đang đến với câu chuyện trong ngày trên kênh Thời sự VTC1. Những ngày tháng qua là thời điểm vô cùng khó khăn đối với hoạt động sản xuất nông sản khi mà dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Giãn cách, dịch bệnh đã khiến cho cách thức tiêu thụ, kinh doanh, phân phối và sản xuất của bà con nông dân có nhiều đảo lộn. Thay vì cách thức truyền thống, không phải ra chợ, nông dân vẫn có thể bán được sản phẩm của mình. Một kênh phân phối hàng hóa mới hiện đại cho người nông dân được hình thành ngay trong dịch COVID-19. Thay vì chợ truyền thống thì chuyện nông dân lên chợ đám mây, tức là chợ điện tử, online đã trở thành cách thức mới, tiêu thụ mới thời điểm này. Năm nay nhà tôi được khoảng 20 tấn nhãn, thì chúng tôi tiêu thụ được khoảng 80% là qua sàn giao dịch điện tử. Cái thuận lợi thì tất cả mọi người là đã biết đến nhãn của chúng tôi. Năm nay cũng là năm đầu tiên, cho nên là những người nông dân như tôi là thật ra là cũng bị hạn chế cái phần mà lên sàn điện tử. Người nông dân thì như các ông chí biết là cũng tùy theo cái nhận biết của từng người, nhưng mặt cơ bản ở đây thì là toàn người cao tuổi. Đấy, thì để tiếp cận những cái này thì chắc chắn là cũng phải nhờ đến cái lực lượng trẻ, và từng bước là sẽ phải đi tập huấn, đi trải qua các cái lớp đào tạo cơ bản thì mới có thể tiếp cận được cái công nghệ thông tin mới. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cái này cũng không khó cho người nông dân lắm, mà chúng ta chỉ cần đầu tư một cái thời gian, đầu tư với những cái quá trình học tập, mà tôi nghĩ là sẽ làm được. Và tôi nghĩ là đây là một trong cái giải pháp rất cơ bản trong cái thời gian mà dịch bệnh như này. Và tôi nghĩ là trong cái thời gian tới thì kể cả không dịch bệnh cũng phải đưa vào các cái kênh thông tin điện tử cũng như là các cái trang điện tử để bán các cái hàng online, vì bây giờ là một trong những cái thực hiện cái công nghệ 4.0 rồi. Trong cái khó nói đến cái khôn, đó là cái câu ngàn đời của ông cha ta. Thì cũng cái điều kiện thực tế do tình hình COVID thì chúng tôi cũng đã phối hợp với bên một số sàn thương mại điện tử, thì cũng là ký cam kết chúng tôi là tối đa một ngày có thể là đưa được 20 tấn nhãn đến bạn hà, đến tay người tiêu dùng ở trong quốc gia. Đây là cái phương thức mà chúng tôi thấy rằng với trong thời gian hiện nay thì sử dụng cái xu hướng là sẽ sử dụng cái thương mại điện tử đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng và vẫn đảm bảo được an toàn và trong phòng chống dịch. Vâng, từ những sản phẩm thủ công mỹ nghệ hay những sản phẩm thực phẩm, nông sản, đặc sản từ mọi vùng miền, chỉ cần lên mạng hay chợ online và bằng một thiết bị smartphone như thế này, tôi hay các bạn đều có thể đặt về cho mình những mặt hàng nông sản đặc sản vào mùa mà mình mong muốn. Và cũng bằng những thiết bị thông minh như thế này, những người nông dân hay là những nhà sản xuất nông sản có thể kết nối đưa sản phẩm của mình tiêu thụ dễ dàng hơn. Với các nền tảng xã hội cá nhân như là Zalo, Facebook hay các website cá nhân, hoặc là liên kết với các ứng dụng sàn thương mại điện tử trực tuyến online, những sản phẩm nông sản đều được kết nối tới tay người tiêu dùng. Và không chỉ đơn giản là những sản phẩm lên sàn, lên các hạ tầng online, mà làm như thế nào để tạo niềm tin, uy tín từ những đơn hàng chỉ nhìn qua hình ảnh luôn là một bài toán cần lời giải cặn kẽ và chi tiết. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với vườn vải của nhà mình. Thì mình sẽ tham gia vào buổi livestream cùng với mình. Hello, chào tất cả mọi người nha. Mình là Đỗ Thị Vân ở thôn Đoàn Kết, Quy Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang. Đây là giới thiệu với tất cả mọi người, đây là vườn vải nhà mình ạ. Bây giờ đang trong thời gian, đang thời kỳ thu hoạch. Khi mà vào trang, chú chỉ giới thiệu với nhá. Đi cài hộ cho là cái gì? Đấy, cài luôn. 5 cân có giá là 150.000. Như bác có thể nhìn thấy đây là những sản phẩm đặc sản của Hưng Yên mình. Bác chứng nhận đây là qua hình ảnh của nhãn cây nhãn. Cài đặt ứng dụng, tạo cửa hàng số, mở tài khoản thanh toán điện tử trên sàn giao dịch, cập nhật thông tin hàng ngày lên cửa hàng số để giao dịch, hay cách thức cầm máy điện thoại, chụp ảnh, diễn thuyết để tương tác với người mua hàng, hiểu hơn về sản phẩm của mình. Đó là một trong rất nhiều những công đoạn để một sản phẩm nông sản có thể giao dịch lên nền tảng online mà những nông dân như chị Vân, ông Tuấn được đào tạo. Chúng tôi đã thực hiện hàng chục buổi đào tạo với sự tham gia của hàng trăm lượt cán bộ nhân viên để hỗ trợ người dân tạo cái tài khoản số, tạo tài khoản ngân hàng số Viettel Pay.
thì hầu hết các sàn thương mại điện tử thì đều đưa ra những cái quy chuẩn về đóng gói bao bì, cũng như là các cái chính sách làm sao đảm bảo từ cái lúc mà có hàng đặt hàng cho đến lúc mà đóng gói để chuẩn bị chất lên hàng một cách nhanh nhất. Vì là riêng đối với cái sản phẩm nông sản hoa quả này thì cái thời gian là cái yếu tố quyết định liên quan đến chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Việc đảm bảo đủ một quy trình sản xuất cho nông sản được gắn tem mác, bao bì, truy xuất rõ ràng tại các vựa nông sản cũng tạo điều kiện thuận lợi. Một trong những điều kiện cần để đưa các nông sản giao dịch lên sàn một cách thuận tiện và nhanh chóng. Cái chất lượng là cái vấn đề tiên quyết để chúng ta có thể duy trì được cái sàn điện tử này hay không. Như vậy thì đối với tất cả các cái sản phẩm thì chúng tôi cũng đã có những cái chỉ đạo, có những cái tư duy sẽ báo cáo đối với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để thực hiện cấp cái mã số vùng trồng cho các cái sản phẩm nông nghiệp. Thế ngoài ra thì cũng phải là cái trách nhiệm của người dân. Tham gia hỗ trợ đào tạo các khóa cho nông dân ứng dụng thành thạo các nền tảng công nghệ để thực hiện các thao tác kinh doanh nông sản trên nền tảng online. Ông Nguyễn Trung Thành, Học viện ASEAN Academy cho rằng vấn đề lớn nhất của những người nông dân khi tiếp cận với các hạ tầng online để tiêu thụ sản phẩm, đó chính là việc vượt qua được tâm lý sợ hãi với công nghệ. Khi đặt cái máy quay hay cái điện thoại trước mặt là bắt đầu có nỗi sợ, nó bắt đầu xuất hiện và gần như không dám và cảm thấy rất ngại. Chúng tôi cố gắng hướng cho những người nông dân, người ta vượt qua cái nỗi sợ vô hình đó để người ta dám quay những clip và dám phát trực tiếp những chương trình bán hàng của họ. Và lúc đầu thì rất khó, cũng phải động viên từng người và cũng phải có rất nhiều cái giải pháp về tâm lý. Nhưng dần dần khi họ bắt đầu vượt qua được rồi, họ dám làm rồi, thì thường cái thói quen của một con người nó được hình thành là sau khi 21 ngày liên tục. Các mô hình chợ nông sản online đang hoạt động mạnh mẽ và lên ngôi hơn trong tình hình dịch bệnh. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, thì mô hình này đã giảm thiểu chi phí cho nhà cung cấp hay là người tiêu dùng tới 30% trên mỗi giá trị đơn hàng. Nhiều farm, nhà vườn hay là người sản xuất nông nghiệp an toàn đã đi đầu xu hướng kinh doanh theo mô hình online, chọn hình thức thương mại điện tử ngay từ đầu quá trình startup và khởi nghiệp của mình. Tuy nhiên thì để hình thức này phát huy được hết hiệu quả của nó thì uy tín từ hoạt động sản xuất của cơ sở cũng như là chất lượng của nông sản phải luôn được minh bạch, đảm bảo trong suốt quá trình. Những sản phẩm cá tươi sống đạt chất lượng an toàn từ vùng nuôi trên khu vực sông Đà được đưa về kho hàng chế biến ngay tại Hà Nội. Tại đây, những sản phẩm thủy sản này được chế biến pha lóc theo một tiêu chuẩn được kiểm soát nghiêm ngặt. Tất cả những quy trình từ sản xuất đến chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm này của mình đều được anh Vân minh bạch công khai trên trang web và các sàn thương mại điện tử mà sản phẩm của mình giao bán. Khi mà bán hàng online thì chúng tôi thấy rằng là khách hàng chúng chỉ được cung cấp những cái hình ảnh thôi. Đấy, thì cái đấy là một cái mà cũng hạn chế. Thế thì để đảm bảo cái việc mà khách hàng tin tưởng vào thương hiệu thì chúng tôi xây dựng quy trình quản lý chất lượng ngay từ khâu nuôi. Tôi gắn truy xuất nguồn gốc cho từng sản phẩm. Cái đấy là một cái phương thức về mặt kỹ thuật. Khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc của những cái sản phẩm mà mình mua online. Đến cái khâu mà vận chuyển, bảo quản, chế biến, đóng gói, công ty cũng đã đầu tư những cái nhà xưởng mà đạt cái tiêu chuẩn ISO. Hiện trên các trang thương mại điện tử cũng như sàn giao dịch nông sản, để kiểm soát chất lượng đầu vào và đầu ra cho chính sản phẩm mình giao dịch, các nhà điều hành đều tạo ra các app quản lý chuyên biệt, vừa quản lý chất lượng, sắp xếp các đơn hàng hợp lý cho các vùng sản xuất, vừa tạo ra các dịch vụ chăm sóc và phục vụ khách hàng một cách thuận tiện nhất. Cái cách thức kiểm soát hàng của chúng tôi đó là tất cả các khách hàng đều đặt hàng thông qua app mobile, và từ ở app mobile này sẽ ra một cái kế hoạch sản lượng chung. Thì từ đây phòng sản xuất của chúng tôi sẽ đưa cái kế hoạch đó xuống các trang trại. Đối với các trang trại thì ở đây chúng tôi đã ứng dụng qua cái phần mềm quản lý là VFSC cho phép kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất của người dân, có thể là kiểm soát từ quá trình vật tư đầu vào hay là nguồn nguyên liệu đầu ra, ai là người chăm sóc, thời kỳ nào là thời kỳ thu hoạch, sản lượng dự kiến là bao nhiêu. Từ đó chúng tôi có kiểm soát được toàn bộ. Và đối với khách hàng, khi thông qua app của chúng tôi có thể kiểm soát được cái sản phẩm của họ được trồng từ đâu và sản xuất như thế nào, ai là người chăm sóc, ai là người đóng gói. Không chỉ đứng như một nơi trung gian giao dịch giữa vùng sản xuất và người tiêu dùng, nhiều sàn thương mại điện tử còn xây dựng các hệ thống kho lạnh để đảm bảo cho việc vận chuyển hàng nông sản đến các địa điểm giao hàng cho khách được nhanh và đảm bảo chất lượng tươi ngon nhất. Bên cạnh đó, việc tư vấn đa dạng các sản phẩm giao dịch cũng như tạo thành các combo bữa ăn gia đình thuận tiện cũng được nhiều sàn giao dịch ứng dụng để tạo ra các dịch vụ trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
thông qua các cái trạm dịch vụ, các cái trạm tập kết hàng hóa tại trong thành phố. Bọn mình có rất nhiều điểm tại các cái quận trung nội thành của thành phố Hà Nội. Và sau đấy thì các nông trại sẽ hàng ngày đưa hàng chuyển hàng hóa về các cái trạm dịch vụ của Food Hub. Và sau đấy thì khách hàng thông qua một cái hệ thống ứng dụng và cái website của Food Hub để tiến hành đặt hàng. Và thông qua hệ thống ứng dụng của website đấy, các cái trạm dịch vụ sẽ nhận được đơn hàng và tiến hành đóng hàng và chuyển đến với thời gian ngắn nhất. Và đồng thời thông qua các trạm dịch vụ thì cũng có cái hình thức để bảo quản và quản lý hàng hóa của từ các nông trại được tốt nhất, để khi mà sản phẩm đến tay các hộ gia đình là luôn luôn ở cái trạng thái sản phẩm tươi sống và ngon lành nhất. Bên cạnh đầu tư cải tạo các hạ tầng công nghệ, việc xây dựng chuỗi hệ thống logistics, kho lạnh, chế biến để đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng đạt chất lượng, theo nhiều chuyên gia, cần được các doanh nghiệp nông sản lựa chọn kinh doanh theo lĩnh vực này quan tâm. Bên cạnh đó, thời gian tới, các cơ quan chức năng nên có những kiểm soát chất lượng nhiều hơn đối với hoạt động kinh doanh các mặt hàng nông sản online để tăng niềm tin đối với khách hàng, tạo môi trường cạnh tranh công bằng giữa các giao dịch online tiềm năng này. Thưa quý vị và các bạn, vào tháng 5 năm 2021 thì vải thiều Thanh Hà đã lên sàn giao dịch thương mại điện tử với giá bán là 18.000 đồng 1 kg và 1.000 mã miễn phí vận chuyển. Chỉ sau 3 ngày, 12 tấn vải thiều đã được tiêu thụ. Tiếp đó thì vào tháng 6 năm 2021, 6 sàn thương mại điện tử lớn là Sen Đỏ, Vỏ Sò, Tiki, Postmark, Lazada và Shopee đã khởi động chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang trong tâm dịch. Hơn 6.300 tấn vải tại đây thì đã được tiêu thụ ngay trong tháng lên sàn. Và đây cũng là năm mà vựa vải này đạt tổng doanh thu từ vải thiều là hơn 6.821 tỷ đồng, tương đương với năm có doanh thu cao nhất. Đây chỉ là hai trong nhiều đợt nông sản Việt lên gian hàng Việt trực tuyến do Bộ Công Thương triển khai từ cuối năm 2020. Và chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm thì tổng giá trị nông sản giao dịch trên hai sàn này đã đạt mức là 861 tỷ và tăng 280% so với cùng kỳ năm 2020. Hàng loạt các nỗ lực đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử từ các bộ ngành đã được triển khai trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như giai đoạn hiện nay, đã và đang giúp sức rất nhiều cho nông sản Việt gỡ khó trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại. Tuy nhiên, thì để tiếp tục duy trì hệ thống này và tạo thành một cách thức kinh doanh tiêu thụ nông sản mới thì cần phải đồng bộ nhiều chính sách của các bộ ngành. Đầu tiên chắc chắn là yếu tố an toàn cho tất cả các anh chị em và công nhân viên của Sen Đỏ xuống đến tận địa phương để hỗ trợ cho tất cả bà con, chúng tôi đặt lên hàng đầu. Yếu tố thứ hai cũng là sự an toàn nhìn cho các đối tác về logistics và vận chuyển, những người không ngại những cái hiểm nguy đi đến mọi miền của tổ quốc của mình trong cái dịp là chuyển đổi số cho cái sản phẩm nông sản này. Việc làm tiếp theo của chúng tôi là chúng tôi đảm bảo được rằng sản phẩm chất lượng và được đảm bảo tất cả các kênh truy xuất nguồn gốc có những cái thông tin nó rõ ràng, cụ thể, đảm bảo chất lượng đến tay của người tiêu dùng. Có nghĩa là cái quyết tâm đồng bộ, chỉ đạo đồng bộ của các bộ ban ngành và đặc biệt là sự vào cuộc đồng bộ của người nông dân và doanh nghiệp, và đặc biệt là những cái các cái doanh nghiệp mà hỗ trợ trong cái khâu cái chuỗi phân phối hàng hóa quyết định được cái thành công cuối cùng của cái việc là tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử có đạt được hiệu quả về mặt lâu dài hay không. Đấy là Bưu điện Việt Nam với sàn thương mại điện tử Postmark và Viettel Post với sàn thương mại Vỏ Sò. Tập trung chỉ đạo hai sàn này để tập trung đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử của hai sàn này. Đấy, thì đề nghị là việc này chúng tôi cũng xác định như vậy, và chúng ta sẽ tập trung phát huy tối đa cái thị trường trong nước. Vấn đề thứ hai, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ làm đợt này là tập trung thông tin tuyên truyền về mặt giới thiệu sản phẩm của nông sản của Việt Nam. Thiết lập cái chuyển đổi số để mà chúng ta nắm bắt được thông tin thị trường giữa các cái hợp tác xã với các cái đơn vị phân phối. Bộ sẽ là một cái xây dựng cái kho dữ liệu và sẽ cập nhật thường xuyên cho các hệ thống phân phối biết rằng ở tỉnh đó sẽ chuẩn bị là thu hoạch cái lượng nông sản chừng ấy, để các cái hệ thống phân phối người ta cũng phải có tính chủ động trong việc mà kho bãi vận chuyển vân vân. Khi mà chúng ta có đầy đủ những cái số liệu giữa cung với cái cầu, hạn chế cái rủi ro và nó kết nối nhanh hơn. Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025.
doanh số từ thương mại điện tử đạt 35 tỷ đô la Mỹ và tốc độ tăng trưởng trung bình là 25% mỗi năm. Ngành nông nghiệp đưa ra mục tiêu khoảng 75-80% doanh nghiệp nông hộ tham gia vào ứng dụng kỹ thuật số và khoa học tiên tiến trong sản xuất thương mại và cung cấp dịch vụ nông nghiệp. Với Bộ Thông tin và Truyền thông, đến hết năm 2021 sẽ hỗ trợ đưa 5 triệu hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử và từng bước triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì đến nay có 7.987 hộ nông dân với 14.594 nông sản đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên thì đây vẫn còn là con số khiêm tốn so với tiềm năng của thị trường này khi mà Việt Nam có tới hơn 9 triệu hộ nông dân sản xuất và kinh doanh trong các lĩnh vực nông lâm thủy sản. Và hy vọng những quyết sách đồng bộ, sự vào cuộc của các bộ ngành, các doanh nghiệp cùng với hàng triệu hộ nông dân Việt thì nông sản Việt có thêm nhiều kênh tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị và thương hiệu của mình trong kỷ nguyên số này.